Vâng, hello, xin chào các bạn nhé. Đang xem kênh Xuân Trường Vlog. Mình là Xuân Trường nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một em ngựa bạch đực đấy, trai đấy, làm giống đấy, hoặc là làm thương phẩm đều được hết nhé. Đấy, con vâng, hello, xin chào các bạn nhé. Đang xem kênh Xuân Trường Vlog. Mình là Xuân Trường nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một em ngựa bạch đực đấy, trai đấy, làm giống đấy, hoặc là làm thương phẩm đều được hết nhé. Đấy, con ngựa đực này về tổng thể rất đẹp. Đây các bạn nhìn đi. Đây tổng thể em ngựa đây. Bông tít trắng muốt, đấy, chân trắng ngà. Đấy. Hơi dính phân một tí thôi nhé. Nên chân và gót chân đỏ hồng luôn. Đấy, các bạn nhìn nhá, quay xa 3 mét các bạn nhìn xem tổng thể em ngựa. Đấy, trước khi về chi tiết các bạn cứ xem nhìn về em ngựa đây. Đấy, bầm biếc là đẹp. Đấy. Mắt mũi hồng hào nhá. Đấy. Đấy, tổng thể em ngựa đây. Đấy, các bạn nhìn đi. Trắng muốt như ngọc trinh. Đấy. Ok nhá. Đây bạn đi nhìn dáng đi nhá. Đi. Đi. Con này nó mới dắt ra hơi. Thôi rồi, con này nó đi nó hơi lì tí. Đây, chi tiết ngựa nhá. Đây, quay chi tiết ngựa. Trước tiên, mình quay về mặt cho em ngựa nhá. Đây, mõm. Mõm hồng. Đấy. Mắt tây. Đấy. Đấy, quay mắt đi. Đấy, thấy chưa? Mắt tây. Đấy. Đấy, giờ đây. Về trước tiên là chán. Chán có một khoáy nhá. Đóng giữa chán luôn. Đấy, dặn người dặn xe. Đấy. Đấy. Đây về bên bên trái em ngựa đây. Bên trái em ngựa thì không có khoái xuyên tông nhá. Không có khoái gì phạm hết. Đây, bạn đây, các bạn nhìn xem nhá. Đây, từ đây. Đấy, sạch sẽ, trắng, hồng, đấy lên đây. Đấy, sạch sẽ. Đây bạn bên trái, bạn bên phải đây các bạn xem đi. Đấy, bên này nó hơi bị bẩn chút nhá, vì nó có phân. Đấy, đây. Đó, máy quay nó gần hơi sợ các bạn ạ. Đây. Như tổng thể em không có nhá. Tôi quay bạn xem. Đấy, thấy chưa? Máy quay nó dí sát nó hơi sợ chút. Không sao. Đấy, phần bên này thì nó hơi bẩn một chút đó các bạn nhá. Đấy, đi. Thì giờ ra nắng rồi nó đi nó hơi chạnh choạng này. Giờ trời nắng này. Đi nó hơi chạnh choạng tí. Nó ngựa bạch nó ra nắng là nó hơi choáng, thấy chưa? Đấy, giờ hơi nắng này. Đấy. Đây, đi, đi. Thấy chưa? Đi giờ nó lì ngay là dắt nó không đi này, nó ngựa bạch nó cũng chuẩn luôn đây này. Đấy, ra nắng là nó hơi choáng. Mình giờ quay nó tầm gần 12 giờ trưa rồi. Đấy nhá, thấy chưa, các bạn nhìn trắng chưa? Trắng muốt luôn. Đấy, về chân tay móng vó là tuyệt vời luôn. Đấy, giờ để mình đây, quay tổng thể em ngựa đi. Về ngựa được từng sau ơi. Đây, để móng nhá, móng hai móng trước nhá. Vuông tròn đẹp nhá, đây em ngựa đực nhá, làm giống người tuyệt vời luôn. Đây hai móng trước đây. Đấy. Đấy móng sau đây. Không một câu chân dặn nhá. Đấy, hiền lành luôn nhá. Sờ thoải mái. Đây các bạn nhìn đây, tôi sờ đây. Chưa nắng này, giờ sờ thoải mái. Đấy, hiền. Hàng này là hàng ta pha nhá. Đấy. Pha đã lai một chút. Đấy. Và làm giống tuyệt vời luôn. Đấy. Chân tay thì là quá đỉnh luôn. Đấy. Ngựa này làm giống là đẹp luôn nhá. Đấy, trắng muốt luôn. Đây, nhìn đi. Đứng im luôn. Đấy. Trước ngực đây, không có khoái gì phạm nhá, đây. Không có khoái gì nghẹn nước không có, xuyên tim không có, nghẹn cổ không có. Ừ. Khoái không có phải phạm lỗi hết. Xuyên tông không có. Đấy. Để chăn nuôi và làm giống thì quá đỉnh luôn em ngựa này. Đây, tôi sẽ quay về chiều cao cân nặng, chiều cao và vòng ngực nhé. Trước tiên nó quay về vòng ngực trước, vòng ngực trước nhé. Đây, vòng ngực em này. Đây, nếu bạn nào muốn mua, khách nào bạn bè gần xa mà muốn mua mà không cần đến xem, cần có màn hình nhỏ và xem số đo. Đấy, con đo đấy, em đo này luôn nhé. Đây, dặn đứng im luôn, sát tôi luôn nhá, gần 100 luôn.
Đấy, 99. Đấy. Đây số 90 đây. Và số 9 đây nhá. Đấy, nhìn rõ chưa? Đấy. Đây về vòng ngực, về chiều cao. Về chiều cao này. Đây, bạn nhìn xem. Đây chiều cao này đây. Đấy, kích thước luôn. Đấy. Đây. 98. Đấy, à quên, 108. Đấy, 100 đây nhá. 108. Đấy. Đây. Giờ nắng là nó hơi lì tí nhá. Cái này nắng nó hơi chậm chạp, ra nắng không đi được. Đấy. Còn mát đấy. Rồi. Nắng nó hơi chậm chạp tí nhá. Trước khi mình kết thúc video thì bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa, cao ngựa, xương ngựa bạch, phổi ngựa bạch nhá mấy ông. Đấy, nếu các bạn mà muốn mua ngựa thương phẩm, ngựa sinh sản, ngựa giống đều có hết nhá. Đây là mình review em ngựa đực này để làm giống nhá, nuôi làm giống được đẹp. Đấy. Về phổi ngựa bạch thì mình có cả phổi tươi và phổi ngâm rồi đều có hết. Đấy. Các bạn muốn mua từ loại to loại nhỏ đều có hết nhá. Ví dụ như phổi ngâm rồi thì loại to từ 8 lít đến 10 lít, 6 lít đều có, và nhỏ hơn nữa thì có một lọ 100ml và lọ 200ml. Đấy. Giá cả mình để phần mô tả nhá. Em ngựa này cũng thế, giá cả mình để phần mô tả. Và số điện thoại ở phần mô tả. Các bạn mà muốn mua sản phẩm bên mình ấy thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn miễn phí. Đấy. Và giá cả thì như nói, vì là mình nói lên ngựa em ngựa này thì giá cả một số đồng chí là cũng phần nào là mình cho lên giá cả, nhưng mà một số đồng chí là bảo là cho lên thế tôi không bán được cho người khác. Giờ tôi mua ví dụ như 40 triệu về tôi bán, người khác nó giá là 41 triệu mà về tôi mua bao nhiêu tiền mà cuối cùng vẫn không được lãi được 1-2 triệu. Nhiều khi nó khó, nó có người thì lãi 1-200 được, nhưng có người lại muốn lãi 1-2 triệu cơ. Đấy, thế nó khó, cho nên là mình cứ thương lượng giá cả hợp lý là mua thế thôi. Đây nhá, mình cho đi vẫn cho đi móng đi tiếp cho các bạn xem nhá. Dáng đi đây, đi đi đi, đấy đấy, đi đi đi, đấy dáng đi tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Đây quay lại. Đấy. Và bên mình là cũng có một làm thịt ngựa. Đấy, có cả thêm thịt ngựa xay giò nấu cao. Đấy. Nhà hàng khách sạn. Đấy. Nếu các bạn yêu quý kênh cứ gọi điện thoại, nhấc điện thoại lên và gọi mình thịt ngựa nấu cao xay giò. Đấy, cho nhà hàng khách sạn có hết nhá. Từ Nam ra Bắc. Đấy, tất cả mình vùng miền Tổ quốc luôn, chỗ nào mình cũng thể thịt được, và ngựa giao chỗ nào mình giao được. Đấy, khắp vùng miền Tổ quốc luôn. Đấy, các bạn yêu quý kênh, đấy, hãy cho mình like, mình sẽ đăng ký để ủng hộ bên mình, mình nó động lực làm nhiều video. Đấy. Ở cao đấy, cao các bạn mà không muốn nấu cao thì các bạn mua trực tiếp mình có nhá, từ 1 lạng đến 1 cân đến 10 cân đều có hết. Mình sẽ thịt ngựa ra quay trực tiếp các bạn xem. Đấy, mình sẽ nấu cho các bạn từ A đến Z. Đấy. Các bạn chỉ việc chuẩn bị tiền, đấy, chỉ việc vào lấy cao thôi. Ok, như thế nhá các bạn nhá. Xin chào và tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh bên mình nhá, và mua sản phẩm để ủng hộ mình, để cho động lực cho kênh nó phát triển, để cho bà con nhiều sản phẩm tốt đến bà con. Ok, xin chào.